Hai chào tất cả mọi người ha. Thì bây giờ mình đã có xác định được ai là nạn ốc phạt, ai là nạn ốc giả rồi mọi người. Cũng rất là may là bạn này có hợp tác với mình, là bạn đổi hình nền liên tục. Thì giờ mình sẽ cho mọi người xem ha. Mình hiện tại mình đang lướt. Nói chung là mình hồi nãy giờ là mình không dám quay ha, like bất cứ thứ gì luôn mọi người. Để chờ đây, mình sẽ cho mọi người xem cái bình luận này nó nằm đâu cuối cuối á. Bây giờ thì đúng là tôn hành giả, giả hành tôn luôn rồi mọi người ơi. Mọi người cố gắng đợi mình xíu nha. Thì chắc chuyến sau là mình chơi mini game là mình sẽ đợi yêu cầu gắn thêm số điện thoại nữa chứ. Kiểu này là đây đây mọi người nhìn kỹ hình nền này ha. Đây hình nền này là nạn ốc ha. Đây rồi mình sẽ kéo lên lốt lên trên đầu. Rồi mình đã tìm ra kẻ giả mạo rồi. Đây. Tại vì hồi sáng á, mình kêu bạn đó đổi cái hình nền. Đây là nạn ốc giả nè mọi người, nạn ốc thiệt đây. Đây là một cái hình nền. Ok. Còn nếu mà anh em muốn xem xét ở bên trong nữa thì mình có thể đây. Đó, thì cũng như nhau quá mọi người, cũng hai người đăng ký. Mình sẽ xem bên kênh của họ, hoàn toàn không có gì hết. Mình sẽ xem giới thiệu đây. Ngày 24 tháng 7 2011 ha mọi người. Mình sẽ quay lại về nạn ốc bên kia ha. Đâu rồi? Đây. Nói chung là chỉ có cái máy tính của mình đó, thì mình lên nó rất là dễ thôi. Mình sẽ xem nạn ốc bên này ha. Đây mọi người. Mình hồi nãy lúc ngay từ đầu là mình đã nói với anh em là mình xin ha. Mình xin để mình xem đây. Ở đây là ngày 16 tháng 3 năm 2021. Hai cái kênh này hoàn toàn khác nhau, cũng là đều hai người đăng ký hết, nhưng mà hình đại diện này khác nè mọi người. Là mọi người xem hình đại diện có giống như cái lúc mà mình bình luận đầu không ha. Và có rất là nhiều anh em nói tại sao mà bạn này bình luận đúng. Thì có sợ mà nói là do may mắn thôi chứ mình đâu có biết được đâu mọi người. Không lẽ giờ mình đi nói thật sự mà nói là trong Zalo mình có rất là nhiều anh em hỏi mình anh Trung định làm cái mini game giờ cái gì vậy, có hỏi mình thì không tin. Thì nói chung là mấy bạn đó hỏi mình có chia sẻ hay không, mặc dù là anh em chơi rất là hăng mà mua chim mình rất là nhiều. Tại sao ở đây mình lại không cho một cụ trường tham gia? Mọi người xem thấy có khi bao giờ mà tham gia mini game lại có một cụ trường không? Toàn tất cả những anh em ở trên cộng đồng thôi, chứ ngoài ra không hề có một anh em nào ở ngoài gia đình mình hay là ai hết. Cho nên nếu mà mình dàn xếp á, thật sự mà nói dàn xếp thì mình đâu có phải cần phải mà công phu chi vậy mọi người. Thì chủ yếu là có làm sao làm như vậy chia sẻ anh em cho vui thôi chứ. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? Đây nè mọi người, mình sẽ vô lại ngay chỗ này ha, cho chim ăn đó. Đó mọi người thấy không, chỉ có lên đây chỉ có máy tính mới vô xem được cái kiểu này thôi, còn cái điện thoại của mình là mình không xem được. Cho nên là bây giờ mình cập nhật là đúng thông tin, thì bạn này là người xác chính xác đúng nha mọi người, bạn này là thật 100%. Còn bạn kia là giả nha. Đó, bây giờ thì không cần đến Phật tổ Như Lai đâu, chỉ cần một cái máy tính bình thường thôi là mình đã tìm ra được người mạo danh rồi. Cho nên là nói chung là mình không biết là bạn có giỡn hay là gì đó, nhưng mà mình cũng rất là mong anh em chơi sau đó sòng phẳng thì mình đâu ra đó đàng hoàng, chứ mình không có chơi cái kiểu mà làm ăn tào lao ví đao rồi câu like câu view. Nếu mà sợ mà câu like câu view thì mình sẽ làm những cái trò nó khác, chứ không có cần phải là đi làm những cái mini game này câu like anh em làm gì. Trong khi đó anh em xem phải không, mình thật sự mà nói cái video của mình hiệu suất mình sẽ cho mọi người xem cái số tiền của mình thường mình nhận luôn cho mọi người xem ha. Đây có 684 người xem, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái đây, bữa nay mình sẽ công khai luôn mọi người xem cái mức tiền của mình mỗi tháng mình sẽ nhận được bao nhiêu. Nói chung mà tiền số tiền này á là do anh em gửi đến mình chứ không phải là do mình có, là do sự yêu mến của tất cả mọi người thấy không. Doanh thu ước tính của mình á thì 28 ngày lần đây là mình được đây nè mọi người, 28,66 đô. Thì tính ra là bao nhiêu tiền thì mọi người có thể là nhân cho 23.000, nhân thử coi nhiêu.
nó nhiều người nói là tiền mình kiếm YouTube rất là nhiều, thật sự mà nói là chủ yếu là cái này là do anh em yêu quý mình và gửi đến tặng mình cái con số này thôi, chứ thật sự mà nói con số này nó so với những kênh khác thì nó không có đáng là bao nhiêu luôn mọi người. Cái này không phải là mình nhắc đến tiền này, nhưng tại vì rất là nhiều anh em thắc mắc về số tiền này của mình, thì bữa nay mình sẽ cho anh em xem, tại vì cái này là của anh em cho nên là mình chia sẻ cho anh em xem để anh em thấy chứ không có gì hết. Là đây là mọi người đó, là bình quân là được 659 ngàn thì đâu có bao nhiêu đâu để mà mình có thể là câu like và câu view gì đó. Nè, mình sẽ lấy một cái video mà để xem cái mình sẽ cho mọi người xem luôn, vô số liệu phân tích đây nè mọi người thấy không, doanh thu đó mình cho mọi người xem đó mọi người thấy không, nó đâu có nhiều đâu đó. Thì bữa nay mình công khai cho người xem luôn, chứ mình thấy là rất ít kênh YouTube nào mà có thể là chia sẻ là luôn cái số tiền của họ trong, tại vì của mình nó quá ít, không có đáng là bao nhiêu hết mọi người. Đây mọi người thấy không, những cái video mà hiện tại trong đã mình sọt là 365 ngày hoàn toàn thời gian đi để xem một cái video mà dài nhất của mình đó là sẽ tổng cộng là được bao nhiêu tiền ha. Đây đó là toàn bộ thời gian nha mọi người, là cái vi mà đạt được nhiều tiền nhất á, đây là 12,1 đô. Sao nó lại như cái này ta? Đó mọi người thấy không? Đâu có bao nhiêu đâu. Cho nên là anh em nói mình là một tháng mình thu nhập tiền YouTube là phải là mấy mấy chục triệu thì thật sự là không có đâu mọi người. Chỉ có vài vài chục đô thôi. Đó mọi người thấy không, tính nhưng mà khi mà YouTube đó họ trả tiền cho mình đó, là trong tài khoản của mình sẽ cộng được trên 100 đô là họ mới gửi tiền cho mình, chứ không phải là họ họ gửi luôn một lượt mọi người đó. Cho nên là cũng rất là đợi rất là lâu, nếu mà anh em nào muốn làm vào cái mảng YouTube mà làm kiếm tiền nhiều thì anh em có thể là lên trên YouTube họ mình xem những cái kênh mà hướng dẫn về chia sẻ YouTube á. Thì hồi trước mình cũng có làm một cái kênh để mình chia sẻ như vậy, nhưng mà do mình đó thì mình chỉ có là chia sẻ những cái mà mình đã làm thôi, nhưng mà lại cái hiệu ứng của mình nó không có cao nên là mình chỉ chia sẻ thôi, chứ thôi đến mức là nhiều người chửi quá rồi mình nghĩ mình bỏ cái kênh đó luôn à, chứ không phải là mình ấy. Còn anh em nào muốn ấy thì cứ lên YouTube gõ, bây giờ mọi người thấy là học cách làm YouTube chỉ cần gõ cái là ra mọi người, để mình gõ cho mọi người sao lại không ra được ta. Thôi để mình mở cái này cái mới đi, chứ do cái cũ này mở không được. Đó mình gõ là rất là nhiều à, học làm YouTube đó mà thấy không, rất là nhiều cái mình có thể xem được rất là nhiều luôn. Đây nè, người ta dạy rất là nhiều trên này thì mình cứ vào đó mình xem, đâu có gì khó khăn đâu. Thì mình cũng từ trên mình xem từ những trên cái kênh này mình tạo ra thôi, chứ không có gì hết. Thì anh em thích thì cứ lên đó xem thôi, chứ còn mà mình thì mình không có dám dạy ai, cũng chả dám chỉ bảo gì ai hết á. Thì mình có cái nào mình chia sẻ anh em cái đó thôi. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ thì mình đã tìm ra được ai đúng ai 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 đúng ai là người chính đúng nhất và ai người là sai nhất. Còn cái việc mà anh em cứ nghĩ mình sao thì tùy anh em thôi, chứ mình không biết được. Còn ví dụ mà mình có dàn xếp chiêu trò gì đó, số người đăng ký của mình thì mọi người cũng thấy đó, 8.599 đó, 99 người đăng ký. Thì đây có chính là 8.599 trái tim là gửi đến mình, mà trong khi đó là trong đây có ba người nhà của mình là thằng em mình với lại cu trường với lại ba mình ở trong này là ba người. Thôi mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nha, chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người là clip sau ha, thì anh em nào cần mình hỗ trợ về chim hay tư vấn về cái gì á thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi người hết. Nói chung là chủ yếu là làm cho vui là chính thôi mọi người, còn mà tiền bạc thì đối với mình thì không thành vấn đề. Thật sự mà nói nếu mà làm để lấy những cái này á thì thật sự mà nói là tiền số tiền mình bỏ ra đi đóng góp cho cộng đồng thì nó cũng vô đó mọi người, chứ không có phải là đi lấy những từng đồng này rồi lừa gạt anh em rồi xong sau đó nói chơi mini game rồi cuối cùng không tặng thì không có mọi người. Mình có sao mình nói vậy, mình chỉ có một cái là mình liên hệ với lại cái bạn mà hồi trước á
là trúng video game cám là bạn nó không trả lời mình thôi. Ngoài ra là không có cái trường hợp nào mà xảy. À, với lại có một sự cố là có một bạn ở bên Biên Hòa là con chim đó là trúng giải rồi, nhưng mà mình bắt ra nó lại xảy thì mình nói là mình sẽ gửi lại tiền hoặc là cạc điện thoại cho bạn đó, nhưng mà bạn nó không không nói chung là bạn nó không muốn nhận. Nhưng mà sau đó là bạn nó lại chơi video game ở kênh khác lại trúng, thì bạn nó có báo với mình rất là vui. Thì lần đầu tiên là chơi kênh mình trúng mà lại bị sảy chim, mà lại chơi kênh khác lại trúng và nhận được chim đàng hoàng luôn mọi người, nhận được một con chích trà lửa luôn, cũng là chích trà lửa nhưng mà do ở kênh nào đó mình không biết nữa. Nhưng mà đợt đó bạn nó rất là vui và báo cho mình. Thì thật sự mà nói là còn những anh em nào đã từng nhận chim mình chơi mini game mình á trúng thưởng thì anh em cũng đều biết rồi đó. Còn nói chung mà thôi, mình cũng chia sẻ như vậy. Nói chung là mình không có dàn xếp hay bất cứ gì hết mọi người, mình không có dàn dựng kịch bản hay gì hết. Mình thì có sao mình nói vậy, mình lên mình nói mọi người thấy không, nhiều lúc mình sẽ lặp đi lại những câu rất là nhiều lần luôn, lặp đi lặp tới lặp lui luôn, cho nên là rất là nhiều bạn không thích ở chỗ đó, tại vì mình không có vẽ kịch bản ở trước mọi người, nên là mọi người thông cảm. Nếu mà có điều kiện tốt hơn á thì anh em nào mà đồng chí hướng với mình á thì sẽ cùng nhau phát triển kênh mình cũng được. Thì mình là sao thì mình sẽ nói chung hết giờ là mình sẽ tìm người để cùng mình làm một cái kênh khác hoặc là cái kênh này luôn để cho nó phát triển hơn, và lúc đó là sẽ có một người quay và một người nói, hoặc là hai cả hai cùng đều chia sẻ tâm sự lại tất cả mọi người về cách nuôi chim. Thì hiện tại là cái xu hướng của mình là đang muốn như vậy, mà mình đang muốn tìm một người cùng đam mê với mình thì qua dịch thì mình sẽ tìm.